đến với STA. Ngày hôm nay Đức sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm mới nhất mà Samsung vừa mới ra mắt. Các bạn có đoán được đó là sản phẩm nào không? Galaxy Z Fold 5 ư? Không, ngày hôm nay chúng ta sẽ không nhắc gì về sản phẩm này cả. Mà điều Đức muốn nói đến ở đây đó là Galaxy Z Flip 5 với rất nhiều điểm nổi bật đang có mặt trên sản phẩm này. Hãy cùng Đức tìm hiểu nhé. Sở hữu cho mình những nâng cấp vô cùng ấn tượng. Vậy thì hãy cùng xem những điểm ấn tượng đó là gì. Galaxy Z Flip 5 nhỏ gọn và linh hoạt, sở hữu bản lề OLED mới gọn không kẽ hở, mang tới một thiết kế hoàn hảo và tinh tế hơn. Đồng thời nếp gấp màn hình giảm tới 40% cho trải nghiệm màn hình tuyệt vời. Độ bền bậc nhất với khung viền AMOLED aluminum, kính cường lực Gorilla Glass Victus 2, kháng nước IPX8, an toàn trải nghiệm mọi lúc mọi nơi. Với bốn màu sắc vô cùng trendy đình và nổi bật, chắc chắn có thể cân mọi outfit thời trang của bạn. Và đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho tất cả các bạn. Vậy là thiết kế đã rất nhỏ gọn và tinh tế. Vậy thì điểm đặc biệt tiếp theo là gì? Galaxy Z Flip 5 giữ cho mình một màn hình Black Widow mới. Chúng ta có thể thoải mái quay chụp xem lại trực tiếp và thả tim những bức ảnh trên màn hình lớn 3.4 inch. Cùng với đó, Galaxy Z Flip 5 mang lại rất nhiều tiện ích cho người dùng, có thể trực tiếp sử dụng hơn 12 widget ở màn hình ngoài, hỗ trợ đắc lực cho khả năng sử dụng linh hoạt của sản phẩm. Với những nâng cấp rất ấn tượng về thiết kế và camera, vậy thì còn hiệu năng thì sao? Là một sản phẩm có thiết kế mỏng nhẹ và tinh tế, Galaxy Z Flip 5 vẫn được trang bị bộ pin xử lý mạnh mẽ nhất thế giới Android, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy với sức nhịp lên tới 3.36 GHz, mang lại hiệu năng vượt trội. Kết hợp với đó là hệ thống tản nhiệt Graphite giúp máy luôn giữ được trạng thái hoàn hảo nhất khi sử dụng. Với những nâng cấp vượt trội vừa rồi, hãy cùng Đức nhập hồi linh hoạt nhé. Và hãy theo dõi STA để đón chờ những clip tiếp theo.